Dạ lâu lắm rồi mới thấy em trai này chăm sóc. Hôm nay đi đâu mất tiêu rồi em? Ở nhà chống dịch. Bụng thành một múi luôn. Lâu lắm mới gặp em. Lâu lắm rồi mới thấy à. Nè. Lâu lắm rồi mới thấy cầm cái máy chăm xăng cả nhà. Không, ngày ngày 700 ngàn mà bây giờ dịch quá rồi. Lỗ luôn rồi. Làm con cắt. Đâu vậy chồng? À, làm như vậy đỡ nhớ nghề thôi. Chứ tiền bạc nó mà trả. Vô phòng ngủ có cái gì không? Ngủ thì vô phòng coi. Tiếp tục kéo cái cưa lên cả nhà. Mới về xăm xăng á. Tám ơi, cưa cái thải tống rồi cho 1 triệu nghe. Tóc mít với tóc mai nè. Em đâu vậy? Thank you.
Thằng Thiên lăn một cái à, chơi thanh niên mà mạnh lắm. Dẹp đi thôi coi. Dẹp cái góc đi giai đoạn hạ góc luôn. Dẹp cái góc để mà hạ góc luôn nha cả nhà. Chọn phải dây cho nó chấm cái này nè. Cần bắt đầu cái góc nha cả nhà. Xoài nha cả nhà. Cái thôi bây giờ dính vô cái nhạc thì sẽ bị trừ điểm gì đó. Thành cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn các video mới tiếp theo. Bà con ơi, lùn dây điện không à. Mới mốt còn bứng mấy cái mai này nữa nào.